Em cảm thấy là nó vừa sức với cả tất cả mọi người có thể thi được và điểm tốt nghiệp năm nay có lẽ sẽ khá là cao ấy. Bởi vì cái đề này là mọi người đã có thể nhắm được từ trước rồi, vì năm nay tất cả mọi người đều mong là sẽ vào bờ như năm không như năm ngoái ạ. Cá nhân em thấy thì em làm được thừa sức luôn ạ. Em thấy rất là vui vì không phụ lòng bố mẹ. Thời gian qua em ôn thi ạ. Thấy khá là đúng là với tiêu chí là 3 năm đấy ạ. Tức là nó vừa sức với cả bọn em, với cả kiến thức thì bọn em cũng có học rồi ạ. Nên là em thấy ok ạ. Tự tin được 8 điểm ạ. Em làm được 7 trang cũng thấy kiểu ok ạ.